Vâng, bơ cho son. Có bên này, Mark C và Katha. B lại Katha. Đến chịu. Vâng, bên kia thì là bơ cho son. Lợi hơn hẳn. Chúng ta tiếp tục đến màn hình máy đối thủ BB thôi. Trận đấu trước ở trận thi đấu BB thi đấu rất cố gắng, nhưng những tên quan trọng nhất thì là hai cầu thủ chưa thực sự quá nhuần nhuyễn trong những tình huống ôm. Vì vậy vâng, tưởng chừng như ô thế trận có thể gọi là đánh được, nó biến thành vâng không thể. Tôi biết rằng quân đấu trận thi đấu trước là xấu hơn hẳn, xấu hơn rất nhiều, nhưng đã từng vâng đã có thời điểm tưởng chừng như là ăn được. Nhưng thôi mặc kệ, bỏ qua đi, đằng nào thì việc cũng đã rồi. Bên kia thì là vâng Choi Son, có Choi Son và dường như là Maxe. Còn bên này thì là Katha và Maxe. À Choi Son Per nhỉ, Choi Son Per. Còn bên này thì là vâng Katha Maxe. Đây là Maxe của He He và Katha của thủ BB. Hai trận Katha liên tiếp. Tiếp tục đến màn hình máy cầu thủ BB thôi. Vâng, đôi voi bảy hiệu 4. Đóng lùi hẳn sát hẳn vào vâng đóng sát hẳn vào bãi vàng cũng được, không sao, nghĩ được như vậy, đóng sát hẳn vào bãi vàng. Vâng, chặt cây gỗ đi, tôi nghĩ là chưa chắc là đóng được, chưa chắc là đóng được. Thêm một bầy hiêu nữa, như vậy là đồ cũng hòm hòm đủ rồi. Phải chặt hai cây gỗ này mới là đóng được, còn chặt một cây thì chưa chắc. Đã là gần phút thứ 7 rồi. Vâng, như vậy là cuối cùng thì cũng đóng được chiếc VS. Cực kỳ cố gắng đến từ thủ BB, siêu cố gắng. 36 voi nhưng ép đầu là quá muộn. Cẩn thận trên dần, khoảng 2-3 ông dần rồi. Vâng, vì rất muốn đưa nhiều voi về cùng một lúc. Đơn giản thì voi ở nhà chính bây giờ cũng gần hết. Nhưng những con voi phóng hơi lag để nó không mất máu và không đuổi theo dần. Bây giờ thì tiếp tục đến đôi voi ở phía dưới này. Ui dồi. Rất hay, tình huống giữ voi là rất hay. Vâng, thêm một đôi voi nữa đang lưng lưng tiến về nhà chính. Ngôi tuổi huy cẩn thận. Đây đang là những tình huống quan trọng, những giây phút quan trọng và những tình huống quan trọng. Rồi lên xong, gỗ sẽ đủ. Vâng, đây là BM. Còn đây là BL. Thực dồn lên là hơi chậm một chút. Vâng, dường như là He cũng lên rồi. Đúng là như vậy. He 10.5. Còn Bi... Vâng, He 12x. Còn Bi khoảng 13x.
Trời ơi, Tosian kinh khủng khiếp. Vâng, 11 phút, gần 11 phút đã có giò tới. Kinh hồn. Phải nghe là rất nhanh ở tình huống này. Không kịp, vẫn không kịp. Và không bắt được con giò là muôn vàn khó khăn. Phương màn hình máy của cái thủ hè một chút xem. Đau. Đau lòng. Ui. Đen. Ui. Không là sao mà cắm được gì. Nhỏ. Thằng khổ. Gỗ đây không là sao mà cắm được gì. Cay thật. Người ta chỉ xin cắm cái y thôi mà quyết không trò. Cố gắng cắm cái nữa, đen cái nào cắm cái nữa không? Vừa lại không. Và màn hình máy của cái thủ VB xem thế nào. Vì đang ăn, cố gắng ăn nông dân của cái thủ Hoàng Máy Nhi. Thì bên kia thì là Choi Son. Và Bơ và Choi Son của bên này thì là Maxe và cả thà. Lát nữa sang cho Son thấy một ổ phù cộng với công an một áo chắc cũng quá. Vâng, 28 là thằng mạng này đến từ game thủ BB. Còn màn hình máy của thủ Hang Hang, thằng là 20. Nhưng đây là thằng này có y. Và đây là những con y của Max C. Thôi. Hè ơi là hè, đánh kiểu gì đấy em? Rõ nha em thật. Đen luôn cả bây giờ ra. Em đang thể hiện phong độ hơi tủ. Vâng, bị đè. Tủ quá. Vâng, cho bị tay đôi thì cũng chả sợ đâu. Nhưng hè đang hơi yếu so với phần còn lại. Có những con y của hè đang cố gắng đâm vào bãi vàng của cái thủ Hoàng Mai Nhi trong tuần này. Nhưng những con phù của vâng những con phù của thủ Van Nơ vào đầu chúng ta cũng chờ xem. Choi Son thì kiểu gì chẳng có, trước sau thì cũng có đấy. Vâng, đây là không, đây là phù của Hoàng Mai Nhi, không phải là Van Nơ. Vì đang rất nhiều tay. Thao tác siêu chóng mặt. Quá cố gắng, thực sự là cực kỳ cố gắng. Nhà tạm thời không, nhưng không một cách tạm bỡ thôi. Nó không một cách tạm bỡ chứ không phải là vài. Không phải là vài. Vâng, không một cách kín đáo và chắc chắn. Những chiếc ruộng ở mặt ở phía trước rất dễ bị khai thác vào. Từ nãy giờ vẫn chưa thấy Van Lớp đâu. Hơi dị. Đây màn hình có he, tháng này có 4. Đừng bắt đi nhá, đừng nói tôi bắt đi. Vâng, thêm với đầu. Khả năng bắt vẫn cao. Khả năng bắt y vẫn cao. Vâng, ăn nốt cái bè này, sau đó lao vào. Vâng, biết mà, khả năng bắt y nó vẫn cao. Như đây con y dễ ăn, sau đó thì tiếp tục ăn được con phủ nữa. Cố lùa theo con phủ để mà ăn.
này chị. Ok á. Vâng, màn hình máy của thủ VP thôi. Úi rồi ôi, vâng, ăn được một đằng đà. Kìa, lùi rồi, phải ruộng, đúng rồi, lùi ra. Rồi, vẫn kịp trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì A một áo, kẹp phù, đằng đà đâu hết rồi. Rất nhanh tay, cực kỳ nhanh tay trong tình huống vừa rồi. Phù vừa đẩy đi xong, cày thế. Thôi, may quá. Con đằng đà nó lại nở ra. Và con lạc đà nó lại chui ra được phía ngoài. Thế mới hay. Bi ơi là Bi, bình tĩnh em. Vâng, đen cả lạc đà. Quá nhanh tay. Đây là thời điểm thực sự ra để bình tĩnh cũng khó. Thực sự là như vậy, để bình tĩnh được thời điểm này cũng khó. Timeline bây giờ đang là 46. Vâng, đi sai rồi. Khó, bàn lớp quá to. Vài Hoàng Mai Nhi lên đời quá đột biến. Vài Persian siêu đột biến đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Tỷ số là 3-1 trong trận đấu đầu tiên cho các cầu thủ của Hà Nội. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên trong C2 ngay sau đây thôi.